hòa chung niềm vui cùng các em nhỏ khắp mọi nơi, ngày 1 tháng 6 vừa qua, chương trình ống kính đồng hành đã tổ chức trao quà ngày Tết cho các trẻ em mồ côi tại chùa Diệu Giác, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Tham gia trao quà cho các em nhỏ là sự có mặt của gia đình ông Phạm Văn Tuyền, đại diện công ty áo cưới A Xuyên, cùng ông Nguyễn Xuân Thọ, giám đốc công ty Trường Thọ Phát, và ông Trần Văn Tuyền, đại diện công ty Phúc An Phát, bác sĩ Phạm Văn Căn, giám đốc trung tâm thẩm mỹ Y Ngọc, gia đình ca sĩ Lý Hải, Én Bạc 2006, MC Xuân Hiếu, MC Duy Mạnh, vân vân, cùng hơn 500 bạn trẻ tình nguyện tham gia. Với tổng giá trị tiền mặt và các phần quà hơn 10 triệu đồng, bao gồm bánh, kẹo, tập, vở, gạo, sữa, nước mắm, vân vân, đã được trao cho các em và đại diện chùa Diệu Giác. Tuy giá trị những món quà không lớn và không nhiều, thế nhưng các em đã thật sự có một ngày Tết ý nghĩa và nhiều niềm vui. Các đơn vị tham gia trao quà cho các em nhân dịp này hy vọng với sự chia sẻ nho nhỏ trong các hoạt động xã hội của mình sẽ góp phần thúc đẩy truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc ta.